Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khám phá đó đây. Bạn thân mến, trong hành trình mà các nhà khoa học tìm kiếm kiến thức ấy, thì đã vô tình tiến hành những cuộc thí nghiệm. Nhiều cuộc thí nghiệm được gọi là phi đạo đức mà còn cực kỳ là đáng lo ngại. Thế giới thì đã chứng kiến rất nhiều những thí nghiệm lạnh sống lưng và kỳ quặc diễn ra một cách sai lầm và thậm chí phải trả giá bằng cả mạng sống của con người. Vậy đây chỉ là những thí nghiệm nào? Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau khám phá nhé! 8 thí nghiệm điên rồ nhất trên thế giới. Vị trí thứ nhất, cấy ghép đầu người. Nghe đến ghép đầu người thôi là người tớ cũng đã đủ nhũn ra rồi, không hiểu sao mà người ta lại nghĩ ra một cái ý tưởng đáng sợ như vậy nhỉ. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1954 khi ca cấy ghép nội tạng đầu tiên ở người thành công đã mở ra rất nhiều hy vọng cho công nghệ cấy ghép. Nhưng có lẽ là do quá huyễn hoặc vào thành công của mình mà các nhà giải phẫu đã nghĩ ngay đến việc ghép đầu người. Hàng trăm triệu đô la đã đổ vào giấc mơ này và đương nhiên hàng trăm chú chó và khỉ cũng đã trở thành vật hy sinh cho việc cấy ghép điên rồ như thế này. Mặc dù đến năm 1970 đã có một vài ca thành công, nhưng trên thực tế, từ thành công trên động vật đến thành công đối với cơ thể của người là một khoảng cách cực lớn. Chính vì vậy mà sau đó cũng đã rất nhiều tờ báo gọi đó là việc điên rồ và hão huyền. Còn bạn thì nghĩ sao về thử nghiệm này? Với mình thì đây cũng là một ý nghiệm khá là điên rồ và thực sự thì mình cũng không muốn mang người ra làm vật thí nghiệm. Nếu đồng ý với mình thì hãy comment ngay chữ không thử nghiệm xuống phía bên dưới nhé! Và tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với thử nghiệm thứ hai. Thử nghiệm cũng kinh dị không kém mà đã bị chỉ trích và ném đá rất nhiều trong thời gian đầu đấy nhá. Vị trí thứ hai, chó hai đầu. Nhà bạn có nuôi thú cưng là chó hay không? Đối với những ai yêu quý loài chó thì chắc chắn sẽ phản đối kịch liệt thí nghiệm như thế này. Đây là thí nghiệm dợn tóc gáy, tưởng chừng như chỉ có trong phim kinh dị và có lẽ chẳng nhà khoa học nào dám thực hiện nó ngoài những anh tài tới từ nước Nga. Đó là ông Vladimir Demikos, người tạo ra một chú chó hai đầu cực kỳ kinh dị. Ông ghép đầu và hai chân trước của một con chó tên là Sattva với một con chó lớn hơn có tên là Brodyaga. Kết quả của ca thử nghiệm này là cả hai con chó đều sống sót qua quá trình phẫu thuật và có thể di chuyển đầu mình một cách độc lập. Tuy nhiên bởi vì trái với quy luật tự nhiên nên đến cuối cùng cả hai con chó cùng chết 4 ngày sau đó. Được biết, ông Demikos đã thực hiện tổng cộng 24 lần với những đối tượng rất khác nhau. Ôi, mình thấy thật sự là tội nghiệp cho những chú chó đáng thương đã trở thành vật thí nghiệm cho cái ý tưởng điên rồ này. Bạn có nghĩ thí nghiệm này có đáng bị lên án hay không? Hãy comment có nếu như bạn có cùng suy nghĩ với mình nhé! Vị trí thứ 3, người tí hon. Bạn đã từng xem bộ phim nào về người tí hon chưa? Và trên thực tế ở ngoài đời cũng có người tí hon đấy các bạn ạ. Tuy nhiên trong trường hợp này, đó là do không phải may mắn mà người ta mắc phải những căn bệnh lạ, mà đó là việc cố tình tạo ra một người nhỏ bé thì có lẽ đây là điều chẳng ai nghĩ đến. Thế nhưng mà bạn có biết rằng hàng trăm năm trước người ta đã làm một thí nghiệm để tạo ra người tí hon thật hay không? Đây là một thử nghiệm táo bạo gây rất nhiều tiếng vang trong lịch sử với ý tưởng tạo ra một homunculus, một con người thu nhỏ của một nhà giả kim kiêm bác sĩ Paracelos vào những năm 1500. Tuy nhiên thí nghiệm này thì khá lập dị và không ai có thể tin nổi nó thực sự tồn tại. Thí nghiệm này đã được tạo ra bằng cách cấy một quả trứng người vào tử cung của ngựa và sau đó cho nó ăn máu người. Thật may mắn, thử nghiệm này của ông chưa bao giờ thành công. Tớ đang tự hỏi, chẳng biết cái thí nghiệm này mà thành công thì sẽ như thế nào nhỉ? Có phải bây giờ chúng ta đã có rất nhiều người bạn tí hon rồi hay không? Bạn có muốn điều này xảy ra hay không? Còn tớ thì không, tớ thấy lo lắng về những ý tưởng đáng sợ như thế này rồi đấy. Trời ơi, cái thí nghiệm này xứng đáng được xếp vào hàng kinh dị nhất từ trước đến nay đấy nhỉ? Thế nhưng ngay sau đây, chúng ta hãy cùng đến với thí nghiệm còn đáng sợ hơn thế nữa. Vị trí thứ 5, lấy kim chọc thử vào nhãn cầu. Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng cả thế giới này lên. Nghe câu này thì bạn đoán ra là ai chưa? Vâng, chính xác là Newton, nhà bác học quốc dân đấy các bạn ạ. Đúng là đầu óc của nhà bác học thì lúc nào cũng nghĩ ra những điều mà không ai nghĩ đến. Newton thì cũng không ngoại trừ, thậm chí ông đã nghĩ đến việc lấy kim chọc thử vào nhãn cầu. Ông dùng một cái kim sỏ, tức là loại kim tương đối cùn nhưng to và dày, thường được dùng để luồn dây qua quần áo, chọc vào khe giữa cầu mắt và hốc mắt rồi ấn thử. Ông chọc kim thử vào khoảng trống giữa nhãn cầu và xương, sau đó ngọ nguậy đầu kim xem có điều gì xảy ra. Một tay làm, một tay ghi lại những gì mình quan sát được. Cũng khỏi phải nhìn, chắc chắn nhiều bạn chỉ cần nghe đến đây thôi là đủ toát mồ hôi hột với độ liều của Newton rồi. Nhưng mà chưa dừng lại ở đó đâu, ông tổ của ngành khoa học cũng chẳng hề bỏ cuộc. Bởi vì ông đã tiếp tục thực hiện đi thực hiện lại thí nghiệm này chỉ để thử nghiệm sự khác biệt trong ánh sáng và khoảng tối. Quả thật đây là một thí nghiệm kinh dị đúng không các bạn? Nghe mô tả thôi mà đã cảm thấy nhức mắt khó chịu rồi. Thế nên tớ khuyến cáo là đừng có bạn nào dại dột muốn trở thành thiên tài mà bắt chước theo ông ý nhá. Thiên tài chẳng thế đâu mà lại thành tàn phế thì khổ ra. Vị trí thứ 6, thí nghiệm thuốc gây nghiện trên loài khỉ.
Vâng, lại là những chú khỉ tội nghiệp bị đem ra làm vật thí nghiệm. Thế nhưng mà thí nghiệm này được thực hiện chỉ với mục đích đơn thuần để chứng minh ảnh hưởng của chất gây nghiện đối với con người. Những phương thức dùng trong thí nghiệm này đã vượt khỏi các chuẩn mực đạo đức với các loài động vật. Những con khỉ được huấn luyện để có thể tự tiêm các chất gây nghiện như morphine, cocaine, codeine, rượu và amphetamine vào cơ thể. Khi đã thành thục, có thể tự tiêm được thì các chuyên gia đưa cho chúng một lượng lớn thuốc để sử dụng. Dĩ nhiên, những con khỉ bị nghiện và có những phản ứng rất tiêu cực như tự tay làm mình bị thương, co giật khi dùng cocaine, tự bứt hết lông ở cánh tay vào bụng, tự bẻ ngón tay do ảo giác. Bạn thấy thí nghiệm này như thế nào? Hai, mình đang tự đặt câu hỏi, không biết có phải những nhà khoa học này đang rảnh rỗi quá mà lại làm những thí nghiệm loại này không nhỉ? Vị trí thứ 7, thí nghiệm chế tạo mèo điệp viên. Bạn có nghĩ là một con mèo có thể trở thành một điệp viên tài ba được hay không? Chính phủ Mỹ đã từng mong muốn đào tạo được mèo điệp viên nên đã tiến hành thí nghiệm huấn luyện một con mèo trong vòng 5 năm trời. Không chỉ dừng lại ở việc huấn luyện, họ còn cấy ghép một thiết bị nghe lén và kiềm chế cảm giác đói vào trong con mèo. Đó là một cái anten chạy bằng pin được cấy vào bên trong đuôi của con mèo tội nghiệp. Đương nhiên, thí nghiệm này đã thất bại thảm hại. Trong một đợt thực nghiệm trên đường phố, con mèo đã lao vào một chiếc taxi và chết ngay tại chỗ. Chẳng biết mấy con mèo nhà các bạn như thế nào, chứ con mèo nhà tớ thì đại ngáo luôn. Làm vua, ăn ngủ thì được, chứ lập viên cái nỗi gì. Vị trí thứ 8, mặc đồ lót ướt trong thời tiết lạnh. Trong một nghiên cứu nhỏ, mà kết quả thì khá hiển nhiên. Các nhà nghiên cứu ở Na Uy nhận thấy việc mặc đồ lót ướt trong tiết trời thời lạnh rất khó chịu. Nghiên cứu này được công bố vào năm 1994 trong cuốn tạp chí Ergonomics. Họ cho 8 người đàn ông mặc đồ lót ngồi trong phòng có nhiệt độ 10 độ C trong vòng 60 phút. Một số người mặc đồ lót ướt, phần còn lại mặc đồ lót khô. 7 loại vải được sử dụng trong thí nghiệm, bao gồm có vải cotton, len, vải polypropylene và vải trộn giữa polypropylene và len. Trong suốt khoảng thời gian 60 phút trong phòng thí nghiệm, nhiệt độ ngoài da, nhiệt độ trực tràng và cân nặng của các tình nguyện viên được theo dõi rất cẩn thận. Cứ 10 phút một lần, những người đàn ông này tự đánh giá xem mình run rẩy, đổ mồ hôi và cảm thấy không thoải mái như thế nào. Thật đáng ngạc nhiên khi những người mặc đồ ướt lại cảm thấy lạnh hơn và ít thoải mái hơn. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng để giữ thoải mái trong điều kiện ẩm ướt và lạnh, độ dày của đồ lót quan trọng hơn cả chất liệu vải của nó. Ôi giời ơi, bạn có thấy mấy cái ông này giống như mấy ông thử nghiệm thuốc gây nghiện trên loài khỉ hay không? Thật là cũng chẳng biết dùng từ gì để miêu tả nữa. Trong những thí nghiệm vừa rồi thì bạn ấn tượng với cái loại nào nhất? Hãy bình chọn một cái mà bạn cho là điên rồ nhất xuống bên dưới để xem ai là người có đồng ý kiến với bạn nhiều nhất nhé.